Chó là người bạn thân thiết của con người và việc huấn luyện chó mang đồ, chuyển đồ cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, việc mở quán bia mà các nhân viên bồi bàn ở đó được thay thế 100% bằng những chú chó thì không phải là chuyện dễ dàng. Ngày hôm nay thì công ty bia Cronenbourg 1664 ở Anh khai trương quán bia do chó phục vụ đầu tiên trên thế giới tại thủ đô London. Vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5, quán bia đầu tiên do chó phục vụ đã được mở cửa tại thủ đô London. Đông đảo người yêu bia đã đặt chỗ trước để được trải nghiệm dịch vụ có 102 này. Những chú chó phục vụ sẽ mang bia ra cho khách bằng những ống gỗ nhỏ treo vào cổ. Tuy nhiên, quán bar chỉ mở cửa đúng một ngày duy nhất và trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi bởi luật lao động động vật tại Anh rất nghiêm ngặt. Được biết, những bồi bàn bốn chân này đã được huấn luyện kỹ càng trước khi được đưa vào làm việc chính thức. Theo công ty bia Cronenbourg 1664, việc để những chú chó thông minh và thân thiện làm bồi bàn sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm đặc biệt thú vị và cũng là một cách khá hay để quảng bá và thu hút khách đến với hãng bia của công ty Cronenbourg. The poachers are doing most of the legwork at this special bar, but there are a few